còn sống thì anh Phạm Anh Cường có mơ ước là nếu có điều kiện đủ duyên thì em nhớ làm cho anh cái phim về cái bài hát này. Và năm nay tròn 5 năm ngày mất của anh thì Lâm Nhật một kỷ niệm 35 nhà hát và 5 năm ngày mất của anh Cường. Bên cạnh đó là anh Vương Bảo Tuấn là cái người đưa ra ý tưởng. Anh Vương Bảo Tuấn là giám đốc công ty J-Music Media YouTube, là ông anh của Lâm Nhật từ quý vị biết rồi, là một người anh tri kỷ rất là tâm huyết với cái này. Và khi chúng tôi đổ hết tiền bạc công sức một cái phim ca nhạc thôi mà quý vị xem vừa rồi, một cái lễ ra mắt thì như là ra mắt phim điện ảnh chiều rạp vậy. Đúng ra phải làm một cái live show, nhưng mà năm nay Lâm Nhật không làm live show, không làm, có lẽ sinh nhật năm nay cũng không làm luôn, là bởi vì vẫn đang còn tan chỉ thôi. Mẹ mới được 2 năm, anh Cường thì 5 năm rồi, anh Tuấn thì được 100 ngày. Nên Lâm Nhật chọn cái phim ca nhạc Tìm Lại Người Xưa. Tất cả những người nãy giờ Lâm Nhật kể rất là thương bài này. Và may mắn ca khúc này là trong thời gian này là đang là một bản hit nhất của Lâm Nhật trong sự nghiệp ca hát 30 năm. Là bởi vì cái câu chuyện này đã bàn với anh Cường, bây giờ anh Cường từ lúc anh Cường còn sống kìa. Cái ưu tượng này. Còn một cái chi tiết mà hồi này họ bảo Nhật quên nói là lần đầu tiên anh Cường bốc điện thoại lên và mời Lâm Nhật hát cái bài Tìm Lại Ngày Xưa. Anh Cường hỏi là bao nhiêu một bài, thì Lâm Nhật nói là nếu mà thu âm á, audio thì 10 triệu, mà quay thành hình á, một cái MV nhỏ nhỏ thì 20 triệu nữa là tổng cộng 30 triệu. Thì đầu dây bên kia im lặng vậy á. Thì Lâm Nhật nói, ủa anh có tiền à? Thì anh Cường này là bạn nhà mà mời Lâm Nhật hát bài này anh cũng bán. Để khi Lâm Nhật vào trong phòng thu, anh Cường đứng ở ngoài kiểu từng câu cho Lâm Nhật. Và khi thành một cái bản audio, thì Lâm Nhật nghe lại một cái bản final, một cái demo thôi đó. Thì Lâm Nhật và anh Cường là em lấy tiền anh ở môn. Số phần tội nghiệp và anh đã đặt cái bài hát này trong tay em. Em sẽ làm cái bài này ra ngô ra khỏi. Em sẽ đẩy truyền thông và em sẽ làm bằng chứng Lâm Nhật hát tất cả những số diễn đài truyền hình. Những MV nhỏ nhỏ còn quay, trừ khi mà ra cái này Lâm Nhật quay nhiều lần Tìm Lại Người Xưa lắm. Và để khi thực hiện cái phim này, Lâm Nhật có về nhà Phạm Anh Cường ở bên Gò Vấp, gặp chị Huyền và anh Cường, gặp anh Dũng, em trai của chị Huyền, anh em những cái bạn bạc hôm mà đậm dụng 5 năm ngày mất của anh Cường, và ngồi lại với nhau, thắp trên bàn thờ anh Cường hiện nhang và xin anh phù hộ cho cái sản phẩm này thành công.